người mẹ đơn thân đưa con đến bệnh viện tiêm phòng. Khi đang đợi gọi đến lượt của mình, Bát Hà bỗng thấy bụng đau dữ dội, cô không chịu nổi hét lên một tiếng. Hành động bất ngờ này khiến mọi người nhìn cô một cách kỳ lạ. Cô biết đây là triệu chứng bị đau bụng đi ngoài, nhưng vì đứa con trên lưng cô đành phải cố nhịn. Tuy nhiên chuyện thế này đâu phải muốn là nhịn được. Khi vô tình nhìn thấy một chàng trai đang ngồi trong góc, Bát Hà như vớ được phao cứu sinh. Rất xin lỗi, nhưng anh có thể trông con cho tôi một lúc không? Không chờ anh ta đồng ý, cô liền cởi dây để đứa con vào trong lòng anh, sau đó chạy như bay về phía nhà vệ sinh. Đường đường là một thiếu gia nhà tài phiệt, sao anh biết trông trẻ như thế nào? Vì thế anh hỏi bà cô bên cạnh cách bế trẻ con cho đúng. Không ngờ anh bị bà cô quay ra mắng nhiếc. Vào lúc này y tá cho rằng He Chun là bố đứa bé, bảo anh nhanh chóng bế con vào trong. Không còn cách nào khác, He Chun đành phải luống cuống bế đứa bé vào gặp bác sĩ. Nhưng khi nhìn thấy đầu kim nhọn hoắc trên tay bác sĩ, anh lại thấy lo lắng. Ô trời đã, xin hãy nhẹ tay thôi, đừng làm em bé đau. Nhưng khi bác sĩ lại gần, anh lại lập tức hoảng loạn sợ thuốc không an toàn. Bác sĩ nhẫn nại giải thích với anh thuốc này tuyệt đối an toàn nên anh hãy yên tâm. Không ngờ anh vẫn không yên tâm lại hỏi bác sĩ, thuốc này có tác dụng phụ gì không? Anh hỏi vặn vẹo như vậy khiến bác sĩ và y tá cũng cạn lời. Vào lúc này Bát Hà đã nhẹ bụng vội đi vào. Y tá thấy Bát Hà quay lại liền khen He Chun là một ông bố rất cẩn thận. Cô hỏi ai là bố đứa bé, anh không phải bố cháu bé sao? Tất nhiên không phải rồi. Sau một hồi hiểu lầm, Bát Hà bế con cảm ơn He Chun. Vừa rồi tiếp xúc một lúc, He Chun cũng có cảm tình với đứa bé. Nhưng khi đối mặt với Bát Hà, anh lại trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu, sau đó rời đi. Tuy nhiên khi đang trên đường về thì He Chun nhìn thấy Bát Hà một mình bế đứa bé, lo lắng đứa bé sẽ bị cảm lạnh, anh liền không nhịn được dừng xe. Sau đó thúc giục Bát Hà lên xe để anh đưa cô về. Nhưng đi chưa được bao lâu thì He Chun đã phải hối hận. Anh đột nhiên ngửi thấy một mùi kỳ lạ. Mùi gì vậy? Bát Hà ấp úng giải thích là vì đứa bé vừa ị đùn. Mùi hương ngày càng xông thẳng lên thiên linh làm He Chun muốn sụp đổ, nhưng vì lo lắng đứa bé bị cảm lạnh, anh đành phải đóng cửa lại. Thật vất vả mới đưa hai mẹ con về đến nhà. He Chun cầu nguyện để anh sau này không bao giờ gặp lại Bát Hà nữa. Tuy nhiên thế sự làm sao lường trước được, mối nhân duyên của họ chỉ mới bắt đầu. He Chun trở về nước với tư cách người kế thừa công ty nghìn tỷ, một lòng vì ông nội mà cố gắng gây dựng tập đoàn khách sạn lớn mạnh hơn. Vì công việc quá nhiều mà He Chun không có thời gian tập thể dục một thời gian dài, nâng cục tạ nặng vài ký giờ đây với anh rất khó khăn, mà cảnh này được mẹ Bát Hà đi làm thêm kiếm tiền nuôi con nhìn thấy. Ngay khi He Chun gồng mình với cục tạ gần tắc thở chớt, thì Bát Hà đi đến nhẹ nhàng đặt thanh tạ trở về chỗ cũ. Sau đó còn chỉ dạy cho He Chun kỹ xảo dùng lực. Anh phải đẩy lực từ dạ dày, sau đó như thế này, đã hiểu chưa? Thao tác này khiến He Chun sợ đến choáng váng. Bát Hà chỉ là có lòng giúp đỡ, nhưng trong mắt He Chun thì Bát Hà chỉ muốn chế nhạo anh mà thôi. Người quản lý thấy vậy liền sa thải Bát Hà, nhưng Bát Hà nhanh chóng tìm được một công việc mới tại sân golf, lại không nghĩ tới cô vô tình ném trái bóng vừa hay đập trúng chân He Chun, người đang đi thị sát. Bát Hà sau khi nhìn thấy định lẻn đi, nhưng lại bị He Chun bắt tại trận. Ôi ôi, nhìn xem đây là ai này? He Chun tự hỏi tại sao Bát Hà luôn lảng vảng trong khách sạn của mình. Bát Hà phản bác rằng cô chỉ đang làm việc để kiếm tiền mua sữa cho con thôi, mà có liên quan gì đến anh là chủ khách sạn này sao? Đúng vậy, khách sạn này là của tôi. Bát Hà vốn không tin, nhưng khi nghe He Chun nói anh là cháu của hội trưởng, thì cả người cô đều cảm thấy không tốt. He Chun vốn tưởng rằng anh lần này hoàn toàn thoát khỏi Bát Hà, nhưng không ngờ, sáng hôm sau anh lại phát hiện, Bát Hà được thuê làm thư ký cho chị dâu của mình. Cả người He Chun lúc này cảm thấy ớn lạnh, còn Bát Hà thì vui vẻ chào hỏi He Chun một cách hớn hở, lại chuyện gì nữa đây? Hello, chào, buổi sáng tốt lành nhé. Chắc tôi chết mất thôi. Một lúc sau, Bát Hà vì chuyện riêng tư mà đánh nhau với con gái ông chủ. He Chun vô tình đi ngang qua thì nhìn thấy một màn ẩu đả vô cùng gay cấn. Anh không muốn để bản thân dây vào những chuyện không đâu, nhưng nghĩ đến tính tình nóng nảy của chị gái thì đành phải ra mặt ngăn cản, vì sợ Bát Hà không đánh lại chị mình. He Chun sau đó đem Bát Hà ra ngoài giáo huấn, không biết cô lấy tự tin ở đâu ra lại dám túm tóc xếp mình như vậy, mà nếu đã đánh phải đánh cho thắng chứ tại sao lại để bản thân thành ra như thế này. Chưa dứt câu thì phát hiện Bát Hà bị chảy máu mũi, Bát Hà tùy tiện trực tiếp lấy tay quẹt tới quẹt lui. He Chun nhìn thấy bất lực liền lấy khăn tay của anh ra cẩn thận lau cho cô. Đột nhiên bầu không khí của hai người có chút ái muội. He Chun ngại ngùng lập tức chạy trốn khỏi đó, mà chị gái của He Chun sau đó lạm dụng quyền lực cố tình gây khó dễ cho Bát Hà, bắt Bát Hà chạy việc vặt tới lui cả một ngày trời. Bát Hà sau một ngày bận rộn mới phát hiện chân mình đã xước sát chảy máu, nên chỉ có thể đi chân trần về nhà. He Chun vô tình nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy, bên ngoài tỏ vẻ không muốn quan tâm đến cô, nhưng cuối cùng cũng không kiềm được mà dừng xe lại. Nhìn Bát Hà đi bộ lắc lư, anh còn tưởng cô đã uống rượu. Công việc tôi làm từ sáng đến tối còn không hết lấy thời gian đâu để uống rượu chứ. Sau khi phát hiện chân Bát Hà bị thương, sợ cô đi chân trần sẽ bị nhiễm khuẩn, anh liền vội vàng mang giày thể thao của mình đến trước mặt cô. Sau khi từ chối nửa ngày thì Bát Hà cuối cùng cũng nhận ý tốt của He Chun. Tuy nhiên ngay khi He Chun chuẩn bị buộc dây giày cho cô, Bát Hà liền né tránh. He Chun ngã xuống lúng túng tại chỗ. Không phải cô đang cố ý chơi tôi đấy chứ? Không, tôi không phải cố ý đâu. Sao anh lại phải buộc dây giày cho tôi? Tôi xin lỗi.
Cuối cùng Hê Chun vẫn cẩn thận buộc dây giày cho cô. Kích thước của giày tất nhiên là có hơi quá cỡ, nhưng dưới sự mài giũa của hai người thì đôi giày cũng trở nên vừa chân hơn. Hê Chun lúc này trêu Bát Ha rằng, khi anh buộc dây giày cho cô thì suýt ngất xỉu trước mùi bàn chân nồng cháy ấy. Không nghĩ tới Bát Ha lại tin lời anh nói, liền vội vàng bưng chân lên ngửi, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô. Trái tim của Hê Chun không nhịn được rung động. Đúng là đồ ngốc mà. Hê Chun không yên tâm quyết định đưa Bát Ha về nhà. Hê Chun trong lúc Bát Ha đang ngủ giúp cô tháo dây an toàn, thì môi anh vô tình chạm vào môi cô, mà Bát Ha lúc nào không tỉnh trọn ngay lúc này mở mắt ra. Đối mặt với tình huống khó đỡ này, Hê Chun sợ tới mức văng ra một bên. Sau đó cật lực giải thích chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Không phải tôi chỉ muốn giúp cô cởi dây an toàn. Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện không phải như vậy đâu. Mà so với sự kích động của Hê Chun, Bát Ha ngược lại bình tĩnh lạ thường. Cô ấy không bận tâm về những gì vừa xảy ra, mà chỉ cảm ơn Hê Chun đã đưa cô về nhà. Chỉ có Hê Chun lại vô cùng để ý nụ hôn vừa rồi, nhưng Bát Ha không thèm để ý nói cho anh hiểu. Chuyện ngoài ý muốn đụng một cái không có gì là to tát cả. Bát Ha bị hôn nhưng rất thẳng thắn, mà lúc này Hê Chun lại ủy khuất giống như một đứa trẻ. Vậy tôi về nhé. Hê Chun trở về biệt thự. Khi anh đang chuẩn bị đánh răng thì bất giác nhớ lại nụ hôn vừa rồi, cộng thêm thái độ không ngại ngùng của Bát Ha làm cho anh sụp đổ tại chỗ. Ôi khó chịu quá, khó chịu đến chết mất thôi. Cùng lúc đó Bát Ha lại thản nhiên ngồi chơi với con như chưa xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, Hê Chun vừa ra khỏi cửa thì thấy Bát Ha đang lau xe cho mình. Lúc này đối mặt với Bát Ha khiến anh trăm phần mất tự nhiên, nên chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường, để lại Bát Ha một mình với khuôn mặt ngơ ngác. Sau khi Hê Chun đến công ty thì không ngờ lại đụng phải Bát Ha. Hết đường lui anh liền vội vàng đóng cửa thang máy, nhưng cuối cùng anh cũng phải chào thua trước bàn chân vô địch thiên hạ của Bát Ha. Nhìn Bát Ha tiếp tục đến gần, Hê Chun lúc này giống như một đứa trẻ làm điều gì đó sai trái, sợ hãi rụt rè trốn ở một góc trong thang máy. Bát Ha nhìn ra Hê Chun có gì đó không đúng lắm, vì rõ ràng đang nói chuyện với cô nhưng anh lại cố tình nhìn sang chỗ khác, nên chắc chắn Hê Chun vẫn còn ngại ngùng về chuyện hôm qua. Ha, chắc chắn là chuyện đó. Trời ơi, sao anh lại nghĩ nhiều như thế? Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, anh có cần để tâm đến như vậy không? Bát Ha nói với anh rằng cô đã đem chuyện hôm qua xóa khỏi tâm trí của mình rồi, nên anh cũng quên nó đi, không cần phải cảm thấy có lỗi với cô đâu. Hê Chun lại nói rằng anh vốn không có ý đó, anh không làm gì sai nên không có gì phải xin lỗi cả. Cả hai bắt đầu không phục đối phương. Ai gu, anh cũng không phải hình mẫu lý tưởng của tôi đâu nhé. Điều này cũng vô tình khiến trái tim nhỏ bé của Hê Chun bị tổn thương. May mắn thay, sự xuất hiện của những người khác mới phá vỡ sự bối rối của anh trong thang máy. Hê Chun trở lại văn phòng quả thực càng nghĩ càng tức giận. Bộ trưởng à, anh không phải hình mẫu của tôi nữa chứ. Ôi trời, thiệt là tức chết mà. Hôm sau, đại tiểu thư nhìn nhân viên đang vội vàng chuẩn bị thiệp mời, liền lập tức gọi cho Bát Ha người mới tan làm về nhà. Bát Ha vì để giữ được công việc hiện tại, đành phải mang theo con chạy tới công ty. Hê Chun định về nhà thì nghe được động tĩnh, nhìn củ cải nhỏ đến, anh bất giác lại tiến vào trạng thái của một người cha ấm áp. Củ cải của chúng ta đến chơi sao? Ôi con trở nên béo hơn rồi này. Ý thức được có gì đó lạ lắm, Hê Chun lập tức trở lại trạng thái người lạ ơi. Nhưng đứa trẻ cũng giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người. Để Bát Ha có thể trở về nhà sớm, Hê Chun đường đường là tổng giám đốc lại giúp Bát Ha hoàn thành công việc nhỏ nhặt này. Tuy nhiên, mẹ Hê Chun nhìn con trai và Bát Ha thân thiết, liền lên kế hoạch để dạy cho Bát Ha một bài học. Bà yêu cầu Bát Ha đem bức tranh có giá trị lớn từ viện bảo tàng đến cho mình, sau đó trước khi ra khỏi viện bảo tàng cố ý bật chế độ an ninh lên. Bát Ha người không biết gì vô tình kích hoạt hệ thống an ninh khi cô cố gắng để ra ngoài. Em bé bị còi báo động làm cho sợ hãi liền khóc lớn. Nữ nhân độc ác này còn cố tình nói với nhân viên an ninh rằng ở viện bảo tàng có trộm. Chẳng bao lâu các nhân viên an ninh đã đến, chất vấn Bát Ha tại sao giữa đêm lại ở đó, còn cầm bức tranh của viện bảo tàng trong tay. Các anh đang làm gì vậy? Đừng nhúc nhích, nếu không cô sẽ bị bắn đấy. Không được đâu con tôi vẫn đang ở đây. Cô đặt bức tranh xuống đi, sau đó giơ tay lên. Cùng lúc đó, Hê Chun vô tình phát hiện túi sách và điện thoại di động của Bát Ha vẫn ở công ty, do dự một hồi anh quyết định đưa đồ đến nhà cho cô, vì còn có đồ của củ cải trong giỏ. Trên đường đi, Hê Chun nhìn thấy có xe cảnh sát đi đến viện bảo tàng của nhà mình. Ngay khi cảnh sát chuẩn bị bắt giữ Bát Ha vì tội trộm cắp, thì Hê Chun theo sát phía sau kịp thời chạy tới. Điều đầu tiên mà Hê Chun làm khi nhìn thấy Bát Ha là bảo vệ cô mà không hề chất vấn cô bất cứ điều gì. Sau khi Hê Chun xác nhận danh tính thì Bát Ha mới được thả ra. Dù không ai tin cô nhưng Bát Ha vẫn muốn giải thích với Hê Chun. Tôi thật sự đã không lấy nó. Chính hội trưởng đã dặn dò tôi đi đưa tranh, nhưng khi cô tìm tờ giấy ghi địa chỉ thì không thể nào tìm thấy. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Hê Chun khiến cô như vỡ hòa. Tôi tin cô. Trên đời làm gì có bà mẹ nào cõng con đi ăn trộm. Sự tin tưởng vô điều kiện của Hê Chun khiến Bát Ha vô cùng cảm động. Cô cố gắng không khóc nhưng nước mắt không kiềm được rơi xuống. Thấy Bát Ha như vậy, Hê Chun cũng rất buồn.
để Bát Ha có thể trút bỏ hết nỗi ấm ức. Hê Chun chủ động nói sẽ trông đứa bé, để cô ngồi trong xe khóc một trận, để Bát Ha yên tâm anh cho cô biết ở đây không có người. Trong xe cũng cách âm nên cô cứ khóc hết cỡ không sợ gì hết. Khoảnh khắc này Bát Ha cuối cùng đã bật khóc thật to. Bao nỗi lòng của một bà mẹ đơn thân phải nuôi con một mình cô đã trút hết ra. Sau một hồi Bát Ha đã trở lại bình thường, Hê Chun lại trêu cô, vì sao cô khóc có một lúc mà chảy nhiều nước mũi thế? Tôi lau rất kỹ rồi mà. Thấy Bát Ha nghiêm túc như vậy, Hê Chun không nhịn được bật cười. Trong buổi tối bình dị này hai người đã xích lại gần hơn chút nữa. Khi họ chuẩn bị về, Hê Chun lại ngửi thấy một mùi quen thuộc. Bát Ha ngại ngùng định xuống xe thay bình cho con, nhưng Hê Chun lại lo đứa bé bị cảm lạnh nên vẫn bảo Bát Ha thay bình cho con trên xe. Ngày hôm sau tại công ty, Bát Ha rất biết ơn Hê Chun vì tất cả những gì anh đã làm. Phần ân tình này một ngày nào đó cô nhất định sẽ báo đáp. Nhưng Hê Chun người có trong tay tất cả nói không cần. Không ngờ tới bản thân sẽ tự vào mặt nhanh như vậy, vì hôm nay anh tình cờ gặp lại bạn gái cũ và chồng chưa cưới của cô tại sảnh khách sạn. Cả hai còn muốn tổ chức đám cưới tại khách sạn của anh. Vừa gặp mặt Hê Chun, bạn gái cũ còn buông nhiều lời công kích. Này, đừng nói vì không quên được em mà đến giờ anh vẫn chưa kết hôn đấy nhé. Mà đúng lúc đó, Bát Ha giống như một vị cứu tinh xuất hiện trong tầm mắt của Hê Chun. Hê Chun vì muốn rằng mặt bạn gái cũ nên nhờ Bát Ha giả làm vợ chưa cưới của mình. Cô nói cô sẽ trả ơn tôi mà phải không? Hả? Hôm nay giả làm vợ chưa cưới của tôi một ngày thôi. Sau một hồi được chỉnh trang, không nghĩ tới Bát Ha từ một cô gái quê mùa trong phút chốc đã biến thành nữ thần, khiến cho thiếu gia Tài Phiệt ngây người tại chỗ. Hê Chun không thể tin rằng đây chính là Bát Ha mà anh quen biết. Mà Bát Ha bên này nhanh chóng nhập vai diễn một cách thành thục. Cách xưng hô thân mật này khiến cho Hê Chun cảm thấy xao xuyến. Để mọi chuyện không bị bại lộ, Hê Chun liền dặn dò Bát Ha nếu có câu hỏi nào mà cô không trả lời được thì cũng đừng nói linh tinh, cứ đẩy qua hết để anh lo. Hê Chun không biết từ đâu lấy ra một chiếc nhẫn, bảo Bát Ha đeo vào, đúng là hợp thật đấy, vừa luôn này. Rất nhanh hai người tay trong tay thật ăn ý xuất hiện. Bạn gái cũ không ngờ Hê Chun lại thật sự có vợ chưa cưới, mà chồng chưa cưới của cô ta còn khen Bát Ha xinh đẹp. Bạn gái cũ tức giận muốn làm cho Hê Chun bị bẽ mặt, mở miệng liền hỏi hai người quen biết như thế nào. Bát Ha nhanh nhẹn đẩy câu hỏi qua cho Hê Chun. Hê Chun liền nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy Bát Ha thì anh đã nhất kiến trung tình, nên đã dốc hết sức theo đuổi Bát Ha cho bằng được. Kết quả bạn gái cũ dày mặt nói, ngày thứ 10 sau khi chia tay thì cô đã gặp được chồng chưa cưới hiện tại. 10 ngày sau khi chia tay sao? Cảm động ghê nhỉ. Hẹn hò một người trong 2 năm đó là điều nên làm mà. Một màn trước mắt khiến Hê Chun và Bát Ha cạn lời. Để lật ngược tình thế, Bát Ha lập tức giơ ra nhẫn cưới, giành lại thế thượng phong. Sau khi thức ăn được đưa lên, cặp tình nhân lại tiếp tục thể hiện ân ái, Hê Chun không chút yếu thế. Bạn gái cũ không cam tâm, muốn khiến Bát Ha bị xấu mặt. Cô ta chê bai Bát Ha không có nền tảng gia đình, nên gia đình Hê Chun sẽ không đồng ý cho họ kết hôn. Lời nói của cô ta khiến Hê Chun tức giận, anh bảo bạn gái cũ nói năng cẩn thận, nhưng hành động tiếp theo của Bát Ha khiến tất cả đều không ngờ tới. Khi Hê Chun không hiểu gì tưởng Bát Ha bị đau bụng, không ngờ vị hôn phu của bạn gái cũ lại hiểu ngay, chắc không phải do bụng dạ có vấn đề đâu mà là nghén đấy. Lần này Bát Ha chơi lớn rồi, cho Hê Chun một phát làm bố luôn. Sau khi bữa ăn kết thúc, Hê Chun vô cùng không hài lòng về biểu hiện vừa rồi của Bát Ha, vì cô khiến anh đang độc thân vui vẻ tự dưng lại thành bố trẻ con. Mà Bát Ha thẳng thừng nói chỉ có cách đó mới đánh bại được bạn gái cũ của anh, để cho cô ta thấy không có cô ta anh cũng vẫn sống rất tốt. Hê Chun nghe xong thấy cũng có lý, bởi vì nghén nên lúc nãy không ăn được gì. Nhìn Bát Ha nghịch ngợm, Hê Chun chỉ biết đứng cười. Về đến nhà, Hê Chun nhìn chiếc nhẫn, bất giác nhớ lại hình ảnh Bát Ha ngày hôm nay. Điều anh không biết là Bát Ha từ giây phút này chính thức bước vào trái tim anh. Bát Ha hay đưa con đến làm việc tại công ty, sau khi biết cô có trình độ học vấn thấp thì cô bị đồng nghiệp xa lánh khinh thường. Thời đại này thì học hành chăm chỉ để làm gì, trình độ học vấn cao, đến đâu cũng không thể đánh bại những người có mối quan hệ rộng rãi, hơn thế nữa còn yêu đương với cấp trên. Đúng đó, cô nói đúng lắm. Bát Ha chỉ biết cố nhịn buồn bực đốc rượu. Hê Chun cũng vừa tụ tập xong sau bữa tối thì để ý thấy Bát Ha đang ở đó. Nghe thấy đồng nghiệp chế giễu cô, còn cô thì uống nhiều rượu như vậy anh không thể yên lòng. Ngay khi Hê Chun định đi vào giải vây cho cô, thì cô sau khi uống say bỗng biến thành một chiến thần. Trực tiếp dùng thiết đầu công dạy cho mấy mụ đàn bà lắm chuyện đó một trận. Hê Chun ở bên ngoài nhìn thấy thì ngây người, chiến thần Bát Ha lúc này thật sự có thể lấy một địch năm. Điều này khiến các đồng nghiệp sợ hãi bỏ chạy, mà Bát Ha say khướt sau đó cũng ngã ra đất. Cho đến khi Hê Chun đến thì cô mới dỡ bỏ được tất cả sự phòng bị. Cô ôm lấy Hê Chun, sao bây giờ anh mới đến, anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không? Lúc này Bát Ha lầm tưởng Hê Chun là chồng mình nên gục vào lòng anh, như một cô vợ nhỏ bé bị bắt nạt. Mà Hê Chun bất giác thì thầm, anh xin lỗi, anh đã đến muộn rồi. Chẳng bao lâu anh đã đưa Bát Ha về đến nhà, nhưng đúng lúc này anh hàng xóm bên cạnh nhìn thấy, liền nhanh chóng cõng Bát Ha vào bên trong. Hê Chun không hiểu sao có chút tức giận, tại sao anh ta lại ra vẻ thân thiết với cô ấy như vậy nhỉ? Dưới sự chăm sóc của những người hàng xóm, Bát Ha đã được dàn xếp chỗ ngủ nhanh chóng. Hôm sau, khi Bát Ha tỉnh lại biết được chính Hê Chun đưa cô về nhà thì đã vội vàng chạy đến lau dọn xe cho anh. Vừa nhìn thấy cô thì anh dặn dò,
từ nay không nên hành động lỗ mãng như hôm qua nữa. Sau đó lấy ra nước mật ong anh đã chuẩn bị sẵn đưa cho cô, vì anh biết dạ dày của cô hôm nay sẽ khó chịu vì hôm qua uống quá nhiều rượu. Chẳng lẽ đây là vừa đánh vừa xoa sao? Thì sao? Nếu cô không thích thì thôi. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng Bát Ha rất vui khi được Hê Chun quan tâm. Rất nhanh chuyện ồn ào đã đến tai mẹ của Hê Chun, bà ta nhận cơ hội này gọi Bát Ha đến để trách mắng. Bát Ha trước mặt bà ta chỉ có thể cúi đầu. Sau đó, mẹ Hê Chun tìm đến anh phàn nàn về nhân cách của Bát Ha, nhưng Hê Chun không để tâm đến những lời mẹ anh nói. Trực tiếp nói ra là do đồng nghiệp của cô gây sự trước, còn nói trước khi vào đây anh đã nhìn thấy Bát Ha lau dọn trước cửa, những công việc như vậy không phải một nhân viên công ty nên làm. Hê Chun như một lá chắn cứ thế bảo vệ cho Bát Ha bất cứ lúc nào. Sau đó, khi anh vừa ra ngoài thì Bát Ha bị anh làm giật mình liền trực tiếp ngã vào lòng Hê Chun. Nhìn cô bị lạnh tay vào mùa đông, anh liền đưa găng tay của mình cho cô ấy. Trái tim Bát Ha hết lần này đến lần khác được Hê Chun sưởi ấm. Tối đó, Hê Chun nhìn thấy Bát Ha ra ngoài cõng theo con trên lưng rất vất vả, nên anh đã lập tức lên một kế hoạch nhỏ. Anh muốn chuẩn bị cho cô ấy một bất ngờ đặc biệt vào ngày Giáng sinh. Sau đó sử dụng thẩm quyền của cấp trên để buộc Bát Ha đến công ty. Bát Ha người không biết gì, bức bối nghĩ rằng ngày nghỉ còn phải đi tăng ca. Mà không biết Hê Chun đang vì cô mà chuẩn bị một niềm vui nho nhỏ. Hê Chun đem hết tất cả giấy rút thăm trúng thưởng, đổi quà tặng thành xe đẩy em bé. Cùng lúc đó, Bát Ha với vẻ mặt không tình nguyện đến công ty, Hê Chun dặn dò ông già Noel phải chắc chắn để cho cô gái cõng em bé bốc thăm. Sau đó anh nhanh chóng trốn đi. Theo kế hoạch ông già Noel đến trước mặt Bát Ha chỉ định bóc thử một tờ xem vận may của cô thế nào. Sao vậy ạ? Xe đẩy em bé? Xe đẩy em bé sao? Bát Ha rất vui vì đây là chiếc xe đẩy mà cô luôn mong ước. Cùng lúc đó, Hê Chun giả vờ trùng hợp bước tới. Bát Ha không kiềm được liền chia sẻ rằng, tôi bốc thăm được xe đẩy đấy. Xe đẩy sao? Bởi vì quá đắt nên chưa bao giờ nghĩ sẽ mua một chiếc. Đây là giấc mơ hay hiện thực vậy? Bát Ha cứ thế không biết tất cả đều là kế hoạch của Hê Chun, vì đây là chiếc xe đẩy đầu tiên của củ cải nhỏ. Hê Chun đề nghị đi một vòng xem thử độ bền của xe. Hê Chun cùng Bát Ha tập đẩy xe đẩy trong công viên, sau đó lại giả vờ nói vì công việc để dành thời gian bên cạnh hai mẹ con. Ba người cùng nhau đến một nhà hàng. Hê Chun chơi đùa cùng em bé trông như một ông bố hiền tử. Bát Ha nhắc nhở Hê Chun mau tìm người kết hôn đi, vì sau này nếu có con anh nhất định sẽ là một ông bố tốt. Không ngờ những lời nói đó lại làm Hê Chun không vui, nói việc của anh không cần cô phải lo. Điều này khiến Bát Ha cảm thấy rất kỳ lạ. Lúc này nhân viên đi tới muốn chụp cho họ một bức ảnh gia đình. Bát Ha đang định từ chối thì Hê Chun lại đồng ý luôn. Lấy lý do chụp làm kỷ niệm cho em bé, anh bảo Bát Ha hãy hợp tác một chút. Thực ra trong lòng anh sớm đã coi mình là bố của em bé rồi. Cuối cùng họ đã có một bức ảnh gia đình. Hê Chun đưa Bát Ha về nhà thì tình cờ gặp được anh hàng xóm bên cạnh. Anh ấy cũng mua một chiếc xe đẩy cho củ cải nhỏ. Tuy rằng món quà của anh không có dụng tâm giống như Hê Chun, nhưng điều này vẫn làm cho Hê Chun cảm thấy bị đe dọa. Về đến nhà, Hê Chun nghĩ trái nghĩ phải, sợ Bát Ha sẽ bán chiếc xe đẩy của anh đi, nên cố ý gọi điện thoại cho cô, hỏi Bát Ha chọn chiếc xe nào. Cho đến khi Bát Ha nói là sẽ để lại chiếc xe rút thăm trúng thưởng, thì Hê Chun mới thở phào, khóe miệng còn không kiềm được cười tươi như hoa. Nhưng câu kế tiếp mà Bát Ha nói làm anh tụt cả cảm xúc, chiếc xe anh hàng xóm tặng còn chưa bóc nên trả lại sẽ không bị lỗ tiền. Tuy nhiên kết quả cuối cùng chỉ cần để lại chiếc xe của mình, Hê Chun cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Vài ngày sau, Hê Chun có dự án đi công tác nước ngoài, điều này đã khiến Bát Ha nhớ tới chồng mình, vì cũng do đi công tác nên anh mới mất mạng, từ đó âm dương cách biệt với cô. Nước mắt Bát Ha không kiềm được mà rơi xuống, cô nắm lấy tay Hê Chun hỏi anh không đi công tác có được không? Hê Chun không hiểu chuyện gì, nhưng anh vẫn chấn định Bát Ha rằng mình sẽ bình an quay về. Trên máy bay, Hê Chun lại ngắm nhìn bức ảnh gia đình của mình, mà không biết rằng lúc anh vừa rời đi Bát Ha bên này liền xảy ra chuyện. Mẹ của Hê Chun thừa dịp anh đi công tác liền lên kế hoạch để đuổi Bát Ha ra khỏi công ty. Bà ta sai người bảo Bát Ha đi đưa tặng một bức tranh quý giá bằng một chiếc xe có cải định vị sẵn. Lúc trên đường đi đưa tranh thì chiếc xe đối diện cố tình chuyển làn đột ngột. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Biến cố này khiến Bát Ha sợ tới mức vội vàng xuống xe để kiểm tra, mà hoàn toàn không biết có người đang theo sát cô từ phía sau. Tài xế đối diện cũng liên tục nhận lỗi sai về mình, còn đề nghị bồi thường đầy đủ. Lúc này khi Bát Ha không chú ý thì từ đằng sau một người nào đó đã lấy đi bức tranh. Bát Ha thấy tài xế vô cùng thành khẩn, tâm tư đơn thuần cô chỉ chụp vài tấm ảnh và trao đổi danh thiếp, mà không nhận ra rằng đây là một âm mưu. Cho đến khi đến được địa chỉ cần giao tranh, Bát Ha mới phát hiện ra bức tranh đã biến mất. Bức tranh đâu rồi? Chuyện này là sao? Khi ông nội của Hê Chun biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức muốn sa thải Bát Ha. Lúc này bà mẹ Hê Chun còn hô hoán muốn bắt trộm, nói Bát Ha nổi lòng tham nên giả vờ làm tranh của bà ta bị trộm đi. Bát Ha trong lòng tràn đầy ủy khuất. Tôi thật sự không làm như vậy. Cùng lúc đó, Hê Chun cũng vừa đến khách sạn. Anh gọi cho Bát Ha định báo bình an. Bát Ha sau khi nghe được giọng của Hê Chun thì không kiềm được mà bật khóc. Hê Chun nghe được liền không ngừng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Bát Ha vì không muốn làm Hê Chun lo lắng, nên nói cô không sao chỉ là hơi mệt mà thôi. Sau đó cô vội vàng cúp máy.
Bát Ha tìm được công việc mới tại một tiệm rửa xe, mà Hê Chun mỗi ngày đều trông chờ tin nhắn trả lời của cô. Nhưng Bát Ha bây giờ nhận ra thế giới của hai người quá khác biệt, nên cô trở nên lạnh nhạt hơn. Để trở về nước nhanh hơn, Hê Chun ngày đêm làm thêm để đẩy nhanh dự án. Sau vài ngày anh cuối cùng cũng trở về, mới từ miệng bà dì biết được Bát Ha đã bị sa thải. Anh vội vã đi tìm mẹ mình, nghi ngờ tất cả mọi chuyện là do bà lên kế hoạch. Nếu việc này thật sự do mẹ làm ra thì con tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Anh sau đó nhanh chóng đi tìm Bát Ha. Từ anh hàng xóm anh biết được địa chỉ tiệm rửa xe nơi Bát Ha đang làm việc. Khi hai người gặp lại nhau, giống như cả hai đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Nhìn dáng vẻ của Bát Ha bây giờ, Hê Chun không muốn nói nhiều, chỉ muốn đưa cô rời đi. Anh làm gì vậy? Em nên nói với anh những chuyện đã xảy ra chứ. Điện thoại không nghe, nhắn tin không trả lời. Em làm gì mà như đồ ngốc vậy? Nếu anh biết được thì anh sẽ không để em như thế này. Đi với anh được không? Nhưng Bát Ha lạnh nhạt nói cô phải làm việc, nếu anh không có chuyện gì khác thì rời đi cho. Vì cô không muốn anh thương hại mình, cô có thể tự mình nuôi sống bản thân. Hê Chun trở lại văn phòng căn bản không yên lòng. Trong khoảng thời gian hai người ở cạnh nhau, thì anh từ lâu đã nhận ra trái tim mình thật sự như thế nào. Chỉ là chưa có cơ hội nói ra mà thôi. Anh sau đó tìm đến Bát Ha một lần nữa. Nhìn cô ấy làm thêm giờ giữa trời đông một mình thì anh rất đau lòng. Cùng lúc đó ống nước xảy ra sự cố, Hê Chun vội vàng chạy đến che chắn cho Bát Ha. Nhân cơ hội này anh cũng thẳng thắn nói ra tình cảm trong lòng mình. Em như thế này anh thật sự không thể giả vờ như không thấy được, anh chịu không nổi mất. Anh thích em, Bát Ha à, anh bây giờ đang nói gì vậy? Anh nói anh thích em, anh sẽ làm bố của củ cải, anh sẽ chăm sóc cho em và con, như vậy không được sao? Anh thật sự rất thích em. Nhưng khi đối mặt với lời tỏ tình ấm áp như vậy, Bát Ha đứng ngây ngốc vài giây liền bảo Hê Chun nhanh chóng về đi. Vì cô cho rằng anh chỉ đang thương hại cho hoàn cảnh của mình mà thôi. Mà cô không biết rằng Hê Chun đã khổ não rất lâu, mới lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm đó. Anh mong Bát Ha có thể nghiêm túc suy nghĩ những gì mà anh nói. Bát Ha lại cứng miệng bảo đối với anh một chút hứng thú cũng không có. Vậy tại sao lúc đó em lại khóc? Không phải chỉ trước mặt anh em mới như vậy sao? Nhưng Bát Ha một mực muốn chối bỏ tất cả. Nhìn thấy Bát Ha như vậy, Hê Chun đành phải thất vọng rời đi. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa rằng anh đã bỏ cuộc. Nhìn những món quà kỷ niệm mà anh đã mua cho củ cải nhỏ, Hê Chun lập tức thi triển kế hoạch theo đuổi Bát Ha. Về đến nhà, Bát Ha nhìn con mình hồi tưởng lại những gì mà Hê Chun đã nói. Cô mượn tên của một người bạn để hỏi chuyện với người hàng xóm của mình. Bạn cô nói rằng khi cô ấy nghe thấy giọng nói của người đó, thì đột nhiên nước mắt không kiềm được rơi xuống. Cô hàng xóm nghe vậy liền khẳng định bạn của Bát Ha đã thích người đó rồi. Nghe được đáp án, Bát Ha liền tỏ vẻ chuyện đó là không thể, vì lúc này cô không dám thừa nhận tình cảm của mình. Hê Chun nửa đêm càng nghĩ càng tức giận, liền gọi cho Bát Ha. Chất vấn cô tại sao cô không chịu đối mặt với lời tỏ tình của anh, vì quả ấm ức mà chuyển sang trách móc Bát Ha đủ điều. Hê Chun trong đêm càng nói càng hăng, mà Bát Ha bên này cứ ngáp liên tục. Không phải anh tự khen đâu, nhưng những người muốn hẹn hò với anh thì xếp hàng dài như kiến đấy nhé. Nghe Hê Chun cằn nhằn chừng nào thì Bát Ha buồn ngủ chừng đó. Cuối cùng cô trực tiếp ngủ luôn bên cạnh củ cải nhỏ. Này anh nói đến như vậy mà sao em lại không nói gì? Em ngủ rồi hả? Điều này làm cho Hê Chun tức không chịu được. Ngày hôm sau, Hê Chun đến tiệm rửa xe tranh việc, đem xe đến tiệm rửa xe nhưng tự mình rửa luôn. Còn tuyên bố sẽ giúp Bát Ha tìm lại bức tranh bị mất để cô có thể trở lại làm việc. Về đến công ty anh liền bảo trợ lý tìm tư liệu của bức tranh, sau đó giả vờ là người mua bức tranh gọi cho phòng trưng bày. Khi xác nhận thông tin anh liền lên đường. Quả nhiên vừa đến nơi thì gặp mẹ anh đang ôm bức tranh từ phòng trưng bày đi ra. Hê Chun nhanh chóng đem chuyện tìm được bức tranh nói cho Bát Ha biết, nhưng không nói đó là do mẹ anh làm. Bát Ha biết chuyện thì vô cùng mừng rỡ, làm sao nó lại ở đó được, không phải đã nói với em rồi sao? Anh sẽ tìm được nó cho em mà, nên em cũng phải có trách nhiệm suy nghĩ về tình cảm của anh một chút đi. Trên xe Hê Chun lại không kiềm được, muốn nói về chuyện anh thổ lộ tối hôm đó. Bát Ha thấy không ổn liền giả vờ ngủ thiếp đi. Trên đường trở về thì bị kẹt xe, đáng ra Hê Chun phải đi gặp khách hàng lớn vào tối nay, nhưng bà dì lại ra sức tranh chấp chỗ đứng cho con mình làm đại biểu quản lý, nên đã phải đổi thành chị họ đi. Bát Ha tự trách khiến Hê Chun bỏ lỡ một buổi hẹn quan trọng, nhưng Hê Chun lại tỏ vẻ thích thú vì được cùng cô lái xe đi dạo. Nghe vậy Bát Ha rất ngượng ngùng muốn chạy trốn khỏi hiện trường. Này, không sao chứ? Không sao, không sao hết. Anh về đi, đi nhanh lên đi. Tại sao cô ấy lại như vậy chứ? Mình chỉ hỏi có sao không thôi mà. Quan hệ của hai người cứ thế vẫn không có gì thay đổi. Cho đến hôm nay, Bát Ha vì công việc nên nhờ bà hàng xóm trông con giúp. Nhưng không ngờ trên đường bà bị một hoạt động siêu thị hấp dẫn, lên cơn hưng phấn bà liền đặt đứa bé sang một bên. Sau khi điền được số báo danh bốc thăm trúng thưởng, liền vui sướng chạy về nhà nói cho chồng biết. Cho đến khi chồng bà hỏi, còn đứa bé thì sao? Đứa bé? Cái bà này bà đã làm gì vậy? Bà để đứa bé ở đâu rồi? Cố gắng nhớ lại mình để đứa bé ở đâu nhưng bà mãi vẫn không nhớ được. Chẳng bao lâu Bát Ha nhận được tin con mình bị lạc mất. Có chuyện gì vậy ạ? Hê Chun vội vàng đưa Bát Ha đi tìm. Bát Ha trên xe sợ hãi không biết làm sao, nói cô không thể sống được nếu mất đi con mình. Hê Chun một bên an ủi nói nhất định sẽ tìm được đứa bé.
Vừa đến cửa hàng thì bà hàng xóm liên tục nói xin lỗi, bà chỉ nhớ bản thân đưa đứa bé đến nhà trẻ để đưa bánh, sau đó thì không nhớ gì nữa. Bát Hà nghe vậy thất thần muốn đi tìm con, cũng may Hê Chun sau khi cẩn thận quan sát thì nhìn thấy nhãn dán ở cổ áo tay của bà hàng xóm, liền đưa Bát Hà chạy đến siêu thị. Bát Hà nóng lòng hoàn toàn không chú ý tới chiếc xe ngay bên cạnh, nhìn thấy nguy hiểm Hê Chun liền đẩy Bát Hà ra khỏi đó. Mặc dù anh bị thương nhưng vẫn thúc giục Bát Hà vào trong tìm con. May mắn thay, vừa bước vào siêu thị thì Bát Hà đã nghe thấy tiếng khóc của con mình. Có rất nhiều bà thím vây xung quanh đứa bé, khoảnh khắc nhìn thấy con mình trái tim của Bát Hà mới có thể đập bình thường trở lại. Hê Chun lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, vì anh cũng khẩn trương lo lắng không khác gì Bát Hà. Mấy bà thím thấy vậy không khỏi ghen tị trước gia đình ngọt ngào này. Bát Hà không yên tâm với vết thương của Hê Chun, còn lo lắng mong bác sĩ phải kiểm tra cả đầu luôn một thể. Chồng cô không sao đâu, nên mong cô đừng lo lắng quá. Không, tôi không phải. Phải rồi, vợ tôi hay lo lắng như vậy lắm. Chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhưng nó khiến Hê Chun rất vui. Để cảm ơn, Bát Hà mời Hê Chun đi ăn thịt nướng. Hê Chun nhân cơ hội này liền nảy ra một ý tưởng, anh giả vờ vì lúc nãy mà tay anh bị thương không nhúc nhích được. Nghe vậy Bát Hà liền tự tay gắp thịt cho anh, nhưng mới ăn hai miếng, Hê Chun vì ăn quá ngon đã tự lòi đuôi luôn. Tay anh lúc này nhìn còn tốt hơn những ngày khác. Từ giờ anh tự mình ăn đi, ăn cho hết đấy. Nhìn Hê Chun như vậy Bát Hà bảo cô sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Hê Chun sau đó lấy ra một lọ thuốc an thần cho Bát Hà, bảo nó sẽ giúp cô ngủ ngon hơn. Những quan tâm nho nhỏ như vậy làm cho cô không khỏi xao xuyến. Nhưng cô vẫn tỉnh táo lấy ra tờ báo đưa tin, Hê Chun đã tốt nghiệp tại một trường danh tiếng. Cô nghĩ rằng một người tuyệt vời như anh thì nên tìm một người phù hợp hơn cho mình. Sau khi đưa Bát Hà về đến nhà, trước mặt cô Hê Chun thú nhận, nếu anh không phải một người tuyệt vời như cô đã nghĩ thì sao? Bát Hà nói rằng mỗi người đều có nỗi khổ riêng, nên dù chuyện có như thế nào thì cô vẫn tin anh là một người tốt. Không lâu sau, chuyện mà Hê Chun giả mạo bằng cấp đã bị ông nội phát hiện, ông nội rất tức giận nên không hề muốn nghe anh giải thích gì. Hê Chun sau đó đi uống rượu để làm tê liệt chính mình. Khi Bát Hà biết tin thì vẫn một mực tin rằng Hê Chun có nỗi khổ đằng sau. Bây giờ cũng chỉ có Bát Hà là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho anh. Hê Chun kể lại cho Bát Hà mọi chuyện lúc trước. Trong khi học tập ở nước ngoài, anh đã bị cướp, mà người bạn thân nhất của anh vì bảo vệ anh mà mất mạng. Trong khoảng thời gian đó anh không còn tâm trí để học tập. Sau khi buông bỏ bản thân một thời gian dài anh mới vực dậy được. Bát Hà hiểu tâm trạng này, cô ở bên khuyên Hê Chun nên dũng cảm đối mặt với mọi chuyện. Nhờ có sự khuyến khích của Bát Hà, Hê Chun trở về nhà giải thích tất cả với ông mình. Cuối cùng ông nội quyết định cho anh thêm một cơ hội để thừa kế sản nghiệp, với điều kiện là anh phải đi nước ngoài một lần nữa và phải lấy cho được bằng kinh doanh tốt nghiệp của trường Harvard. Nghe xong, Hê Chun một lần nữa rơi vào thế khó, bởi vì nơi này đã có người mà anh không buông bỏ được. Con cần thời gian để suy nghĩ thêm. Còn suy nghĩ cái gì nữa? Vì tiền tài của con mình, phu nhân tôn quý tìm đến Bát Hà quỳ xuống cầu xin. Bát Hà vì Hê Chun cũng hứa rằng bản thân sẽ không làm vật cản trở tương lai của anh. Tối hôm đó, Hê Chun tìm đến Bát Hà, nói vì cô anh có thể không đi du học. Nhưng Bát Hà cố tình nói ra những lời cay đắng rằng trong lòng cô chỉ có chồng không có chỗ cho Hê Chun. Lâu nay cô đối với anh chỉ có lòng cảm kích chứ không phải tình yêu. Hê Chun bị Bát Hà làm tổn thương thấu tim cũng quyết định không để tâm đến cô nữa. Bát Hà cứ thế chỉ có thể giấu tình cảm của mình đi. Cô không thể ích kỷ hủy hoại tương lai của Hê Chun được. Vì đau lòng cô liền miệt mài làm việc để làm tê liệt bản thân. Làm việc đến muộn thì đột nhiên sự cố xảy ra. Máy sưởi trong phòng vì một lý do nào đó đột ngột bốc cháy. Bát Hà ra sức dập lửa nhưng bị tiếng nổ làm cho hoảng sợ ngã xuống đất. Cùng lúc đó Hê Chun đang trên đường đến sân bay, trong đầu anh không ngừng nghĩ về những khoảnh khắc ở bên cạnh Bát Hà. Nếu những lúc anh gặp khó khăn mà có người nắm lấy tay anh như thế này, thì nhớ bắt họ nắm lại 10 lần nhé, vì nó có thể cho anh thêm sức mạnh đấy. Không kiềm lòng được, Hê Chun quyết định đến gặp Bát Hà lần cuối trước khi đi. Nhưng không ngờ, khi đến nơi lại nhìn thấy cả căn phòng đang bốc cháy. Bát Hà nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Hê Chun ngẫm lại có chút sợ hãi, vì nếu anh không đến kịp lúc thì không biết như thế nào. Bát Hà thức dậy ngay sau đó, khi nhìn thấy vali của Hê Chun, cô mới ý thức được vì cô mà Hê Chun đã không xuất ngoại. Này, bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh đấy. Anh không đòi hỏi gì đâu, chỉ cần em ở bên anh là được rồi. Đối mặt với Hê Chun như vậy, Bát Hà cũng không muốn dối lòng nữa. Thật ra em đã nghĩ đến nó rất nhiều lần. Nghĩ rằng nếu lúc nào cũng có anh bên cạnh thì tốt biết mấy. Hê Chun lúc này có chút không dám tin, vì anh đã chờ đợi câu nói này quá lâu rồi. Nhưng điều nghênh đón anh sau đó là người ông đầy căm phẫn. Khi thấy thằng cháu đáng ra giờ đang ở nước ngoài xuất hiện trước mắt mình, thì vô cùng tức giận vì biết lý do đằng sau chỉ vì một người phụ nữ. Không nói nhiều lời ông liền đuổi Hê Chun ra khỏi nhà. Bát Hà hỏi Hê Chun về dự định sau này. Hê Chun thảnh thơi nói anh đành phải lang thang đâu đó vậy. Nếu không thì em nuôi anh đi. Em sao? Bát Hà vậy mà vẫn nghiêm túc hỏi một tháng thì anh cần bao nhiêu tiền. Hê Chun liền nói tình hình bây giờ của anh không tốt nên chỉ cần 10 triệu một tháng là được. Nghe xong Bát Hà sợ hãi vì mức lương hiện tại của cô làm cả năm cũng không ra 10 triệu. Dù có làm việc chăm chỉ một tháng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà trong một tháng anh sẽ làm những gì mà cần đến 10 triệu. Anh chỉ đùa thôi. Thật là. Hê Chun nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bát Hà thì không nhịn được cười.
Thật ra anh đã có kế hoạch sẽ bắt đầu một doanh nghiệp, nhưng chỗ ở hiện tại thì chưa có nên anh đã theo Bát Ha về nhà cô. Mặc dù bây giờ Hê Chun không có gì, nhưng miễn là được ở bên cạnh người mình yêu thương vậy cũng đủ rồi. Nhìn thời tiết trở lạnh, sợ Bát Ha và con ra ngoài bị cảm, anh liền nghĩ điều đáng ra nên làm đầu tiên là phải mua một chiếc xe. Nhưng Bát Ha nói không sao, sau đó giúp Hê Chun đeo cả vạt. Hê Chun thừa cơ hội liền hôn cô một cái. Anh làm gì vậy? Con vẫn đang ở đây mà. Nghe vậy Hê Chun liền hôn củ cải nhỏ một cái. Củ cải nhỏ à, con cũng được hôn rồi nên không được ghen tị với mẹ đâu nhé. Cứ nghĩ rằng họ có thể tiếp tục ngọt ngào như vậy. Nhưng tối đó, khi Hê Chun giúp Bát Ha tìm đồ cho con, thì vô tình phát hiện một USB được giấu dưới đế giày của người chồng quá cố. Sự tò mò thúc đẩy anh mở ra xem, mà bên trong lại là tư liệu tài chính về mẹ anh đã chiếm đoạt tiền của công ty. Từ đây, anh cũng nhận ra cái chết của chồng của Bát Ha có liên quan đến mẹ mình. Hê Chun định nói tất cả mọi chuyện với Bát Ha, nhưng lại lo lắng hai người sau này không thể bên nhau như bây giờ. Nếu anh nói ra sự thật thì chúng ta phải làm sao? Nội tâm rối rắm, anh đành một mình uống rượu. Sáng sớm hôm sau, Hê Chun đến tìm mẹ mình, hy vọng rằng bà ấy có thể đi đầu thú để nhận được sự tha thứ của Bát Ha. Nhưng người mẹ nói rằng, bà làm vậy chỉ vì để anh có thể trở thành đại biểu quản lý công ty. Hơn nữa, lúc trước đã cho chồng của Bát Ha một khoản tiền lớn, cũng không nghĩ rằng người chồng lại gặp tai nạn qua đời. Nhìn người mẹ vô tâm cứng miệng trước mặt, Hê Chun tức giận rời đi. Nội tâm bị giày vò làm anh không thể nào ở bên cạnh Bát Ha được nữa. Hê Chun dẫn theo củ cải nhỏ đi mua đồ cần dùng đến lúc đứa bé 4 tuổi. Sau đó anh đợi ở trạm xe buýt chờ Bát Ha tan làm về nhà, đưa cô đi mua quần áo mùa xuân. Chiếc váy màu vàng nhạt càng tôn lên vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô. Đẹp thật đấy, rất hợp với em. Bên này, người mẹ tìm đến ông nội để nhờ sự giúp đỡ, nhưng ông ta cũng không muốn gặp rắc rối nên để ai làm người đó chịu. Đối mặt với áp lực của cha chồng và con trai, người mẹ cảm thấy chán nản. Hê Chun sau khi ổn định mọi thứ liền đem con đến chỗ Bát Ha làm việc, mà hình ảnh gia đình ấm áp của ba người bị mẹ Hê Chun nhìn thấy, điều này cũng làm bà bị đả kích sâu sắc. Mẹ nó thì sắp chết đến nơi, còn nó lại đi làm cha con của người khác, còn nói chuyện cười đùa với con nhỏ chết tiệt đó, đúng là thằng tồi. Tuy nhiên tối đó, khi Bát Ha nhận được điện thoại của mẹ Hê Chun, sau khi nói chuyện với cô bà mới biết được Hê Chun vẫn chưa nói gì với Bát Ha. Cuối cùng bà chỉ nhờ Bát Ha sau này hãy chăm sóc Hê Chun thật tốt. Bát Ha từ cuộc nói chuyện nhận thấy có gì đó không ổn, cô hỏi Hê Chun có chuyện gì xảy ra không, nhưng Hê Chun chỉ làm lơ cho qua chuyện. Nửa đêm Bát Ha không yên tâm liền gọi cho bạn gái của tổng giám đốc, khi bà đi đến kiểm tra thì phát hiện di thư mà mẹ Hê Chun để lại và hộp thuốc ngủ vừa dùng hết trên bàn. May mắn thay bà được đưa đến bệnh viện kịp thời, sau khi tỉnh lại được biết chính Bát Ha đã cứu mình, thì bà liền lấy lại được lương tâm. Bà sau đó chủ động tìm đến Bát Ha thú nhận hết mọi thứ, cũng vì bà mà chồng cô lại chết thảm như vậy, sau cùng bà tự mình tìm đến đồn cảnh sát. Tôi đến để đầu thú. Cùng lúc đó luật sư đồng phạm cũng bị cảnh sát truy nã, ông ta mất hết lý trí tìm đến Bát Ha để trả thù. Sau khi khởi động xe, ông ta liền đâm thẳng về phía Bát Ha, mà Hê Chun khi nhìn thấy Bát Ha gặp nguy hiểm liền xông ra che chắn cho cô. Rất nhanh anh được đưa đến bệnh viện, Bát Ha lúc này đau đớn cầu nguyện mong Hê Chun đừng xảy ra chuyện gì. Sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật thì cô được biết cuộc phẫu thuật tương đối thành công. Dù không nguy hiểm tính mạng nhưng anh vẫn trong tình trạng hôn mê, Bát Ha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô liên tục xin lỗi chủ tịch Hê Chun vì cứu mình mới trở thành như vậy. Nhìn cô gái dường như suy sụp trước mắt, ông cũng không nỡ nói ra những lời trách móc. Bát Ha hy vọng cô có thể ở bên cạnh chăm sóc cho Hê Chun. Chủ tịch nhìn vào cô gái mà cháu mình liều mạng cũng muốn bảo vệ thì ông không ngăn cản, chỉ lặng lặng rời đi. Từ hôm đó, Bát Ha luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc cho Hê Chun, mà mẹ của Hê Chun nhờ đi tự thú mà được giảm án. Sau khi tại ngoại, bà lập tức đến thăm con trai mình. Lúc trước nếu không phải do bà cố chấp thì Hê Chun cũng không bị như thế này. Mẹ thật sự sai rồi, con đừng giận nữa mà mở mắt ra được không? Nhìn Bát Ha vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho con trai mình, bà rất biết ơn cô. Bát Ha lúc này nói rằng, nếu anh ấy không tỉnh lại thì con vẫn sẽ ở đây không đi đâu cả, con sẽ ở bên anh ấy hết cuộc đời này. Thật sự cảm ơn con. Tuy nhiên không lâu sau, Bát Ha nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói rằng Hê Chun đã tỉnh lại. Bát Ha nghe xong liền vội vã chạy đến bệnh viện. Hê Chun à, nhưng lúc Hê Chun nhìn thấy cô lại không có biểu hiện gì. Anh không nhận ra em sao? Hê Chun lúc này vẫn không nói gì. Bát Ha trong phút chốc hoảng hốt, phải làm sao đây? Ngay khi cô chuẩn bị đi gọi bác sĩ thì Hê Chun ngăn cô lại. Làm sao anh không nhớ em được chứ? Bát Ha bật khóc thất thanh. Hai người trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng đã về bên nhau. Sau đó Bát Ha trở về khách sạn làm việc. Hàng ngày tan làm cô lại tới bệnh viện đẩy Hê Chun đi dạo. Mẹ Hê Chun cũng nhận nhiệm vụ trông con cho Bát Ha. Vài tháng sau, Bát Ha rời khỏi khu trọ nhỏ chuẩn bị chuyển tới nhà Hê Chun. Kể từ đó Bát Ha và con đã có chỗ dựa, dù cho con đường phía trước còn đầy khó khăn trắc trở. Chỉ cần lạc quan không bỏ cuộc thì tương lai tươi sáng sẽ chờ đợi bạn ở cuối con đường. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nhấn like và đăng ký kênh để chờ đón những video mới nhất từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.